Từ các huấn luyện viên với kinh nghiệm còn non trẻ như Scott Parker, Frank Lampard, đến những chiến lược gia lão làng như Thomas Tuchel, Antonio Conte hay Brendan Rodgers, tất cả đều nằm trong guồng xoay huấn luyện viên điên rồ của Premier League mùa giải 2022-2023. Đã có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra nhằm lý giải cho điều kỳ lạ này. Từ những biến động nơi thượng tầng đội bóng như trong trường hợp của Chelsea với Thomas Tuchel, tới việc đội bóng bị huấn luyện viên tố cáo thẳng mặt là thiếu đi tính chiến đấu và tinh thần chiến thắng như trường hợp của Tottenham Hotspur với Antonio Conte. Còn với trường hợp của Graham Potter, đó chỉ đơn giản là do người hâm mộ Chelsea đã quá chán chường với việc chứng kiến đội nhà hết hòa rồi lại thua qua từng trận đấu. Nhìn chung, mọi đội bóng đều có cái lý của mình khi sa thải một huấn luyện viên. Nhưng có lẽ chỉ riêng ở mùa này, người ta mới chứng kiến việc một huấn luyện viên bị sa thải tới từ một cuộc thay đổi mang đầy màu sắc chính trường như trường hợp của Chelsea. Việc sa thải Graham Potter cũng giống như Thomas Tuchel, xuất phát từ việc câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge đổi chủ sở hữu từ tỷ phú người Nga Roman Abramovich sang tỷ phú người Bỉ là Todd Boehly. Vì vậy, thật khó có thể trách bất cứ ai trong cả hai bên giữa Chelsea và phía các huấn luyện viên. Dù vậy, với trường hợp của Tottenham, câu chuyện lại khác hoàn toàn. Sự nuông chiều của ban lãnh đạo với các cầu thủ là tác nhân chính gây ra mối bất hòa giữa đội bóng và huấn luyện viên. Antonio Conte vốn là một huấn luyện viên rất thẳng tính. Vì thế, không lấy làm lạ khi một người như ông gây mất lòng các cựu binh. Gà trống thành London, dù là một đội bóng khá tân tiến và giàu tài năng, nhưng ở tập thể này, tâm lý khao khát chiến thắng luôn là điều gì đó mà các cầu thủ vẫn còn thiếu, ngoại trừ Harry Kane. Vì vậy, không có gì lạ khi Tottenham thường xuyên để thua một cách khó hiểu trước những đội bóng vốn được xem là dưới cơ. Thêm vào đó, các cầu thủ của họ cũng thường xuyên thể hiện bộ mặt thiếu kỷ luật khi tranh cãi tay đôi với Antonio Conte, kể cả khi ông đang góp ý một cách chân thành. Đến với trường hợp của huấn luyện viên Brendan Rodgers tại Leicester City, trong số những trường hợp huấn luyện viên bị sa thải mùa này, có lẽ trường hợp của ông là đáng tiếc nhất. Bởi lẽ, khác với ba trường hợp của Antonio Conte, Graham Potter và Thomas Tuchel, Rodgers là người ít được đầu tư nhất, nhưng lại là huấn luyện viên có những thành tích ổn định nhất trong thời gian dẫn dắt bầy cáo. Do sự thiếu đầu tư của các ông chủ, cùng với đó là sự sa sút về mặt phong độ của người cận vệ già Jamie Vardy, tệ hơn là việc Kasper Schmeichel, thủ môn vĩ đại nhất lịch sử đội bóng rời đi. Leicester City chính thức tụt dốc không phanh. Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng và nhiều khả năng sẽ phải xuống chơi ở Championship mùa sau. Một kết cục buồn với nhà vô địch Premier League mùa giải 2015-2016. Có thể nói, dẫu mùa giải Premier League năm nay vẫn còn hơn 10 vòng nữa mới chấm dứt, nhưng những gì mà chúng ta đang chứng kiến ở hiện tại, nhất là với việc Chelsea cũng như Southampton đã sa thải tới hai huấn luyện viên liên tiếp chỉ trong một mùa. Đây chắc chắn sẽ là một trong những mùa giải khắc nghiệt nhất với Premier League. Đồng thời chứng minh cho chúng ta thấy giải đấu hàng đầu nước Anh khắc nghiệt như thế nào, không chỉ với các cầu thủ mà còn với các huấn luyện viên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.